Hot News Showbiz. Top 6 mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất hiện nay. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà sự nghiệp diễn xuất của thế hệ mỹ nhân Tân Cương cũng rất được quan tâm. Cùng tìm hiểu những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhé! Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên trẻ nhiều tài năng. Cô sinh ngày 3 tháng 6 năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn kết hợp với tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Vì thế, sự nghiệp của diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khởi sắc và được lòng người hâm mộ. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn phát triển bản thân theo cách riêng của mình và tiếp thu những ý kiến để bản thân được hoàn hảo hơn, giúp vai diễn đi sâu hơn trong lòng khán giả. Từ một diễn viên ít tên tuổi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vụt sáng thành sao và trở thành đỉnh lưu của showbiz nhờ thành công của loạt tác phẩm ăn khách. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tam sinh tam thế trầm thượng thư, em là niềm kiêu hãnh của anh. Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á sinh năm 1983 ở khu tự trị Tân Cương. Cô là con nhà nòi nên yêu nghệ thuật từ nhỏ và nhảy múa rất đẹp. Với nhan sắc và tài năng của mình, Đồng Lệ Á đã dễ dàng trở thành diễn viên múa của đoàn ca múa Tân Cương. Cô từng được tuyển vào đoàn ca múa Trung Quốc nhưng bất ngờ rẽ hướng sang Học viện Kịch nghệ Trung ương. Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, Đồng Lệ Á còn là mỹ nhân Tân Cương hiếm hoi nhận được công chúng công nhận về diễn xuất. Nữ diễn viên góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Chuyện Tình Bắc Kinh, Đường Sơn Đại Địa Chấn. Cổ Lực Na Chát. Nhờ sở hữu nhan sắc trời ban, Cổ Lực Na Chát được định sẵn sẽ là người nổi tiếng và quả thật đúng là như vậy. Với nhan sắc nổi bật, tỷ lệ cơ thể cân đối, nữ diễn viên lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và có cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Thành Long, Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hồ Ca. Cô từng đóng các phim Võ Thần Triệu Tử Long, Trạch Thiên Ký, Trả Lại Thế Giới Cho Em, Đại Sư Chia Tay. Mỹ nữ Tân Cương sở hữu nhan sắc xinh đẹp, từng nhận được nhiều lời khen khi hóa thân thành nữ nhân cổ trang. Những năm gần đây mặc dù là nữ chính trong nhiều phim lớn nhưng sau bao năm trôi qua, Cổ Lực Na Chát, người từng nằm trong top tứ tiểu hoa đán tương lai của màn ảnh hoa ngữ vẫn chưa thể tỏa sáng và thoát ra được cái danh người mẫu đóng phim. Cáp-ni Khắc Tư. Cáp-ni Khắc Tư là nữ diễn viên người Trung Quốc. Năm 2018, Cáp-ni Khắc Tư nổi lên như một hiện tượng nhờ điệu múa của phong quốc phong Mỹ thiếu niên. Nữ diễn viên Cáp-ni Khắc Tư sinh ra trong một gia đình người dân tộc Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Trong tiếng Duy Ngô Nhĩ, tên của cô có nghĩa là nhân tài trong giới nữ. Người đẹp sinh năm 1996 nổi lên chỉ sau một đêm nhờ bài múa Nhất Mộng Đôn Hoàng trong chương trình Quốc phong Mỹ thiếu niên 2018. Trong đó, khoảnh khắc tháo mạng che mặt để lộ diện mạo đẹp như tiên nữ ngay lập tức biến Cáp-ni Khắc Tư trở thành hiện tượng ở giới giải trí hoa ngữ. Tuy nhiên, do chỉ mới bước chân vào giới giải trí nên Cáp-ni Khắc Tư vẫn chưa có thành tích nào nổi bật trong lĩnh vực. Cô chỉ mới đóng phim vào năm 2020 và chủ yếu đóng vai phụ trong các tác phẩm Thiên Vũ Kỷ, Trung Cực Bút Ký, Xích Hồ Thư Sinh, Thiên Cổ Quyết Trần. Tưởng Hân. Tưởng Hân sinh năm 1983 là người hồi sinh ra tại Tân Cương, Trung Quốc. Tuy nhiên cô lại lớn lên tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Tưởng Hân đã bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình. Khi 9 tuổi, nữ diễn viên đã có vai diễn đầu tay. Sau một thời gian học tập và rèn luyện kỹ năng, vào năm 20 tuổi cô đã gây nên tiếng vang lớn khi tham gia bộ phim Thiên Long Bát Bộ với vai Mộc Uyển Thanh đóng cùng với Trương Kỷ Trung. Nhờ vào niềm đam mê nghệ thuật ngay từ nhỏ mà Tưởng Hân đã tham gia vào những đoàn kịch thiếu nhi. Sau này cô tham gia học tại Đại học Nghệ thuật và Văn hóa Trung Nguyên và tiếp tục phát triển trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mỹ miều, ngũ quan hài hòa mà diễn xuất của Tưởng Hân cũng rất ấn tượng. Nữ diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Chân Hoàn Truyện, Hoan Lạc Tụ.
Nhiệt Y Chát. Nhiệt Y Chát sinh năm 1986, được biết đến là một trong những mỹ nhân xinh đẹp của vùng Tân Cương. Khác với các cô nàng đồng hương luôn thể hiện vẻ đẹp mỏng manh, nhẹ nhàng, Y Chát lại có cá tính và vẻ đẹp phóng khoáng, thậm chí có phần nam tính. Cô được mệnh danh là Tiểu Trương Bá Chi vì có ngoại hình khá giống nữ diễn viên Hồng Kông. Nhiệt Y Chát đã thể hiện xuất sắc một Diệp Lan Y ngay thẳng, thuần khiết nhưng vì cuộc đời đã bị ép trở nên thủ đoạn. Sau Chân Hoàn Truyện, Nhiệt Y Chát có cơ hội xuất hiện thêm trong Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt, Tú Lệ Giang Sơn, Trừng Ca Hành, Trường An 12 Canh Giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé!